Hello, xin chào mọi người nhá. Chào mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt tại chợ Tình Sapa. Và bây giờ mình sẽ đi vào bên trong chợ và mình quay review để mọi người cùng xem nhá. Mọi người cùng theo chân mình ạ. Đây, và bây giờ xin mời mọi người vào trong cùng mình để xem là chợ Tình Sapa có những gì hay và thú vị mọi người nhá. Rất là đông vui náo nhiệt mọi người ạ. Thưa quý vị và các bạn, chợ Tình ở Sapa là một trong những nét văn hóa đặc sắc, đa dạng và độc đáo. Đối với đồng bào vùng cao, chợ là đầu mối, là điểm nhấn của hầu hết những sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Khi sản phẩm Sapa còn một việc giao dịch trao đổi hàng hóa của đồng bào nơi đây, chủ yếu vận chuyển bằng ngựa và mang vác bằng sức người. Chợ của chân thành khách bạn bè, phụ nữ mặc những bộ trang phục đậm nét xứng xính thời đường, các chàng trai còn mang sự sản ngọc bội trẻ tính. Thì Sapa chỉ trong lúc sương mù dày đặc và xe lạnh, những ngày vừa đối với khu vực chợ Tình trở nên đông vui tấp nập hơn bao giờ hết. Tiếng thề ngọt nghỉ khi trầm khi bằng, khi dường dập hòa quyện với tiếng đàn vui xứ sắc, tiếng sóng nước trong trời tả hồn bản tình ca của những dòng đồng nghệ thuật nàng vẫn được bày tỏ khắc vọng tình thương đôi bến. Chợ Tình xuất hiện trong tâm thức của đồng bào giản đơn dùng dị với ý nghĩa sơ khai như thế. Những mối tình của ba trai gái mùa hè của đây khiến chợ này chưa tìm được người thương thì họ lại hạnh phúc như trời sau. Mẹ nói đây nào. Đối với đồng bào vùng cao, chợ là đầu mối của đồng bào nơi đây, chủ yếu vận chuyển hàng ngựa và trai gái mở mở từ đây. Thiên chợ này rộng lắm mọi người ơi, mình không đi hết được nhưng mà mình sẽ quay sơ để mọi người xem nhé. Rộng lắm luôn đấy mọi người ạ. Chợ Tình Sapa dường như đã mài một bài sách vui cá của nó nhằm truyền tải giới thiệu và tôn vinh những điểm văn hóa tại khuôn viên nhà du lịch nhằm giới thiệu và góp phần quảng bá phát huy những giá trị văn hóa phi vật thể của đồng bào các dân tộc vùng cao. Kính mời nhân dân và du khách cùng trải nghiệm nét văn hóa xưa tới ngày 30/4/2022 tại xứ Thanh Hoa, đền Tam Sa Pa, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Lên đấy, tôi bảo. Buổi tối ở đây vui lắm luôn mọi người ơi. Quay cho cả nhà xem này. Tối đông vui lắm. Sapa về đây. Chắc là tối Linh Nhi diễn ở đây thôi. Sân khấu đây. Hai các em bé xinh chưa mọi người ơi. Phía dưới kia là sân khấu nhé mọi người. Tối nay sẽ có văn nghệ, thường là tối thứ bảy đó, mà đặc biệt là hôm nay là dịp nghỉ lễ 30/4/1/5 nên là rất là vui. Rất là đông vui mọi người ạ.
Bên kia là khu vực nhà thờ này mọi người. Đây là nhà thờ nhá. Ủa khiếp giật mình ấy. Ở thế thì đi ra kia lấy ô ra. Mời mọi người vào tham quan cái gian hàng thổ cẩm nhé. Ở trong này là toàn đồ truyền thống của đồng bào dân tộc ở Sapa ấy. Thì các là đồ thổ cẩm này mọi người rất là đẹp luôn. Cái bộ trang phục rất là đáng yêu, rất là bắt mắt. Ở bên này là thảo dược. Đây là gian hàng thuốc bắc. Đây cho mọi người đi thăm hàng thổ cẩm nhá. Đẹp lắm luôn ý mọi người ạ. Trời ơi, đẹp quá luôn mọi người ơi. Đấy mọi người thấy không? Rất là rộng nhá. Rộng lắm luôn ấy. Nếu mà mọi người mà đến Sapa, đến tỉnh Lào Cai mình mà không đến với cái vùng du lịch nổi tiếng này thì quá tiếc mọi người ạ. Ở đây đồ con thú các kiểu này rất là đáng yêu luôn này, quá đẹp luôn, kể cả những chiếc túi xinh này mọi người ơi. Đấy, mình có thể dùng đồ đi du lịch rất là rộng. Đây là chiếc túi thổ cẩm này. Đây là những con thú cưng này, đáng yêu cho mọi người ơi. Nói chung là trong này thì rất là rộng nhá mọi người ơi. Rộng lắm luôn ấy, mà mình cũng không phải nào đi hết để mà quay được cho mọi người xem ấy. Mình sẽ kiểu là quay sơ một số điểm thôi, một số gian hàng thôi để mọi người xem. Tại vì là nó rộng quá ấy mọi người. Ấy bé đáng yêu chưa? Bé xinh gái thế nhỉ? Bây giờ xin mời mọi người cùng qua phố đi bộ dạo quanh bờ hồ nhé mọi người. Ở khu vực này thì là chủ yếu là về nhà hàng, ăn uống và đi dạo quanh bờ hồ và đi đến cái cung đường tình yêu. Xin mời mọi người. Sapa về đêm rất là đẹp nhé mọi người ơi. Đặc biệt là vào cái dịp ngày lễ và thứ bảy chủ nhật mọi người ạ. Đó, đón rất là nhiều khách du lịch từ khắp mọi miền tổ quốc đổ về Sapa. Ở khu vực này chủ yếu là bán về đồ ăn uống á mọi người. Đâu đưa đây. Ôi như bảo trời sắp mưa ấy mọi người ạ. À, bây giờ thì mình đang đi dạo bờ hồ. Mình ra ngoài cái chỗ khu chợ tình rồi. Đi dạo xíu ở bờ hồ.
Ồ, thôi có tiếng sấm. Ở ngay cạnh gần bờ hồ có một cái chợ tình quán như này, ở đây là một cái nhà hàng ấy mọi người ạ. Đó. Ở trong này có nhiều, khá nhiều những cái ẩm thực rất là ngon. Ở trên đây những cái món ăn ẩm thực thì chủ yếu là của miền Tây Bắc ấy mọi người. À, ví dụ như là lợn bản này, lợn cắp nách này, lợn rừng á mọi người. Và đặc biệt là cá tầm với cá hồi ở Sapa rất ngon nha mọi người. Đây là con đường tình yêu mọi người ơi. Mời mọi người cùng trải nghiệm cái cung đường tình yêu đây. Cái này là hoa hồng leo. Ôi, quá đẹp luôn mọi người ơi. Nó sai hoa. Cái chỗ này nó đẹp. Quá đẹp. Chưa. Đi tiếp quá. Sapa sắp mưa rồi. Mưa rồi mọi người ơi. Trời tối sầm đây này. Trời tối sầm kìa. Đấy, úi giời. Đang đi dạo thì mưa. Đấy, chớp rồi, chớp rồi. Sấm chớp rồi. Lần trung tâm tỉnh Sapa để cùng nhau thưởng thức và cùng tham gia với chương trình biểu diễn ngày hôm nay. Một lần nữa chúng xin mời tất cả các nghệ nhân, các diễn viên chúng ta khẩn trương quay trở lại khu vực của ban tổ chức để chúng ta sẽ thực hiện chương trình. Và sau khi chương trình đã kết thúc, chúng tôi xin mời quay mưa quá. Chuyển vào khu vực trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Lào Cai đón nhận sự công bố. Ôi, Kim Anh ơi, đi. Sắp rồi đấy. Alo, chị đây rồi. Chị đang ở trước cửa nhà thờ. Ai ăn? Mưa ướt đầu. Đi vào đây, cái anh đi vào. Mưa rồi mọi người ơi. Túi thổ cẩm đẹp này. Mặc dù là trời mưa rất là to và các diễn viên thì vẫn cứ nhiệt tình diễn để cho các du khách cùng xem. Ở đây thì hầu như là khách du lịch từ khắp mọi miền Tổ quốc. Đấy, mọi người đã đến với Sapa rồi cũng rất là nhiệt tình, dù là trời mưa nhưng vẫn ở lại để tham gia cái đêm chợ tình Sapa. Đó, mọi người mỗi người một cái ô như vậy và đứng ở ngoài trời dù là trời mưa rất là to hả. Và du khách thì rất là đông. Chúa bạn đồng hành với mình.
gửi cho cả nhà xem, cho bà ngoại với này là mọi người xem, các mợ xem. Mưa quá mọi người ơi, mình xin phép khép lại video tại đây nhé. Mọi người thấy video của mình chia sẻ hay thì mọi người ủng hộ mình bằng cách nhấn like và đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận được những video mới nhất mà hàng ngày mình đăng tải và chia sẻ lên nhé. Cảm ơn mọi người nhiều, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo ạ.